Em xin lỗi anh em để điện vừa tờ này muộn, nhưng mà em nghe anh gửi lên video là bảo là mai anh có chuyến đi ra đi Thanh Hóa với lại đi ra Hải Dương, thì em nhờ anh để em nuôi trứng được không? Em vừa gửi thẻ cho anh rồi ấy. Rồi ok, gửi đủ rồi đi. Vâng, em gửi đủ rồi, anh nạp thử được không để em nuôi em ấy. Rồi 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 ok. Alo. Vâng, em chào anh gửi cho em cái số của nhà xe này để em gọi em đến đấy. Em nhận bên xe cầu rào cặp trứng cái Vâng, đúng rồi ạ. Anh ơi, 0942 rồi, bao nhiêu rồi anh? 089 089 rồi. 769. Alo. Anh ơi, em nhận được rồi nhá. Rồi rồi, thế đổi trứng cho nó ấp luôn đi nhá. Dạ vâng ạ, ok rồi. Nhìn Vâng thấy vâng. trứng là thấy ok chưa, bóc cho trứng ra chưa, cẩn thận nhá. Bóc chưa? Dạ vâng rồi, em đang chuyển xong rồi. Chuyển xong rồi gì? Nhìn thấy trứng là dày vỏ xanh sẫm các thứ ok Vâng ạ. Alo. mình hỏi năm cái đôi chim cu gáy, đôi trứng nở, chim con bồ câu bồ kia thế nào rồi? Anh ơi toi rồi. Ồ, thế nó lỡ tất hai con nhưng mà bồ câu nó không nuôi được đúng không? Đúng rồi, nó lở hai con xong là nó tha đi mất rồi. Anh biết ngay mà, tại vì anh nghi là cái bồ câu khi mà nó lở là nó vẫn theo bản năng nó ấp, nhưng mà khi mà nó bón một hai ngày hoặc là ngày đầu á là nó thấy lạ lạ là nó biết được không phải con nó văng đi ngay. Vâng, nó văng đi mất, thế là em nằm trên viện về, thế là được hai hôm em về, thế là nó mất luôn. Tại vì là cái con của nó to hơn bồ câu, nếu mà đôi nào mà được như em nói mà nó gọi là ấp được trứng như thế là đã tốt lắm rồi, còn nuôi được thì anh nghĩ là anh chưa chưa gặp bao giờ. À Anh cố tình gọi cho em như này để là anh muốn là cũng lấy kiến thức để anh trả lời cho anh như khách hàng của anh. dạ Chứ còn nếu vâng. mà về trách nhiệm của anh là đôi trứng của anh là đôi trứng thành tâm thành ý, đôi trứng thổ Rồi em biết rồi, em biết rồi. Vâng em biết rồi. Nó đôi trứng ngoài là xịn. đôi trứng đẹp. Đôi trứng Đôi đẹp nhưng trứng mà đẹp đấy, nở vâng. con đây em biết đúng không? Dạ vâng. Đấy là Nhưng mà quan trọng ấy anh là bán chuẩn, nhưng mà em là người em không nói rõ từ đầu, nếu mà em mà nói rõ là em dùng bồ câu ấp thì chưa chắc anh đã đưa cho em đấy, bởi vì là vâng. anh rất tiếc cái đôi trứng đấy chứ không phải không đâu. Dạ vâng. Nhưng mà em là ở đâu nhỉ, ở đâu nhỉ? Em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Thế hôm nào như này này, hôm nào mà có thiện chí thì anh gửi cho cái đôi chim vú nuôi, cái đôi chim Nhật, nghĩa là nó đẻ ổn định, ấp ổn định rồi anh gửi cho là nó rơi vào tầm 400-500 gì đấy. Dạ vâng. Thế là em cứ thả trứng của anh vào, nó ra chim non thôi thì nó đỡ phải bồ câu rồi. Thì cái đôi đấy thì mình dùng mãi, thỉnh thoảng nó ra chuẩn bị đẻ bảo anh gửi trứng cho, thế là không phải nuôi chim gì cả, xong một vài lần nó ra các đôi kia thì tha hồ mà nuôi mà cho mà tặng mà chơi. em Bây em giờ em bảo em 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 đã bảo là bảo hôm nào mà em bảo anh là để em một đuôi và đút từ nhỏ đấy, xong là anh nuôi em, xong là đến lúc nào nó mổ là thì em phải em nuôi. được cái đấy thì anh vẫn bán cho mọi người theo kiểu như thế, nghĩa là cái công của anh đút thì anh lấy nó nhỉnh hơn tí thôi, nhưng mà nó thuần. Dạ vâng đấy, vâng thì em là bảo hôm nào em ấy, em thì nó đang ốm mà, thế này em bảo thì em nội em bảo nó tha mất, em thì bỏ điện cho anh nhưng mà người nó ốm, thế là em làm viện hôm nay mới về, em và thì em biết thừa là nó tha mất hai hôm, nó lỡ nó tha mất rồi. Nó phát hiện không phải dòng máu của nó là nó bỏ, nó đúng thôi, theo phản năng của nó. Dạ vâng, thế là em tiếc quá, nhưng mà trứng hay là trứng đẹp thôi, nhưng mà quan trọng hay là đưa bú nuôi của em nó bị nó dở Trứng hết. to phấn hồng mà nở con chim ra nhìn đã thấy thích rồi. Dạ vâng. Thôi cái việc này là mình cũng là lấy cái kinh nghiệm, lấy cái kiến thức, lấy cái bài học. Dạ vâng. Hôm mà em điện là anh cứ nghĩ là em có vú đuôi thì ai nghĩ là dùng bồ câu đâu, em có nói rõ đâu, em chỉ biết là em bảo mua trứng thì anh nghĩ là thì thôi, khách hàng mua trứng thì mình bán trứng thì mình bán đúng cái đúng cái lương Vâng. tâm của mình, là trứng to trứng đẹp trứng thổ trứng nở được, thế là còn Vâng, thế hết nhưng trách nhiệm. mà vâng, thế em cho nó ấp chứ mà che thì nó ấp, nó À, lở luôn, nó tre thì nuôi. nó nở Vâng. nó nuôi bình thường, tại vì là con gà khi nó nở ra thì nó to gần bằng con bồ câu là một, thứ hai là trong trường hợp mà một vài ngày nó không nuôi thì con gà nó bản năng bóc trứng nha, nó biết tự sống rồi. Dạ vâng. Con chim gáy này nó phải nuôi ít nhất 10 ngày em mới nuôi được. Dạ vâng. Nếu còn nếu mà để mà ông nào mà bây giờ mà tự tay nó con chim gáy mới bóc trứng ra mà nó ông nào nuôi được thì mới bắt đầu nói chuyện được với anh, bởi vì anh đã thử nghiên cứu chắn. Dạ vâng. Đấy, nên ra là cũng là đây cũng là cái kiến thức để mình lấy cái ấy, để mình trong quá trình mình làm cái kênh chim mình có, thì anh Dạ em vâng. nào mà nuôi bồ câu thì mình trả lời luôn là gì cho nó đỡ lãng phí, Đúng rồi, nó phí. nó lãng phí mà gì, còn mãi mới được cái giống tốt, đôi cặp trứng tốt mình nuôi mà được việc thì mình mừng cho khách hàng, nhưng mà nó không đúng cái nguyên tắc của nó thì nhiều khi nó mất thời gian mà nó phí Dạ vâng. biết Thế hôm mổ nào rồi. rồi. Dạ vâng. Thế nào còn khỏe, sau này em bắt anh vào đuôi đấy.
Loại đấy đôi thì cứ đưa tay vào nó cứ tung 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 tay, nó cứ nháy nháy cánh cho nó theo tay mình. Dạ vâng. Ừ. Dạ vâng. Ừ. Vâng, thế anh nhá. Ờ, ok em rồi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng ạ. Nó rất là say, rất là thuần thục. Và mình thấy là nó đến là nó rất là không phải sạch một tí nào luôn. Chính vì thế là mình sẽ nhặt quả trứng này đi. Mình sẽ bảo vệ quả trứng đó, con chim nó rất là đó, đây đây là quả trứng và đây là mày thông cảm nhá, cho mày đi vào trong Nghệ An để cho anh em giữ giống đó, thì mình cũng sẽ cho vô đây và mình cũng sẽ quấn gói cẩn thận đó. Mình sẽ tạm dừng một chút đây. Kế tiếp đây là những em này cũng vậy thôi, em này cũng sẽ là đang ấp, và đây là những cái cặp bố mẹ điển hình của mình sẽ bán giống cho các bạn đó. Và các bạn thấy là con chim này là đang ấp đó, đó. Rõ ràng là đang ấp. Mình có thể đi sát vô. Ấp rất là say đúng không? Đó. Và bây giờ mình quyết định mình sẽ khẽ khẽ cho nó ra để mình nhặt trái trứng cho anh em. Ra đi, ra, ra, ra đi, đừng bay phay phạch, ra từ từ thôi. Đó. Thì mình thiết kế là như vậy. Anh em có thể thấy là mình nhặt trái trứng này đó, nhặt rất từ từ thôi nhá. Đây là cặp trứng này, đây là cặp bố mẹ này đó. Và trứng các bạn là nên nhớ là các bạn thì nhặt trong vòng khi các bạn chim của các bạn bắt đầu đẻ quả thứ nhất, các bạn báo cho tôi, hoặc là chuẩn bị đẻ làm ổ các bạn nên báo tôi để chúng tôi, để tôi kết hợp, tôi sẽ lấy trứng của chúng tôi đúng vào cái thời điểm của các bạn. Nó chỉ vênh nhau trong vòng khoảng 3 ngày 4 ngày. Chúng ta khi mà trứng bắt đầu đẻ chúng ta có thể bảo quản được mấy ngày, mùa này thì rất tốt. Còn nếu mà trứng mà đến lúc nó mà sắp nở, còn 13 ngày nở thì đến ngày thứ 10, ngày thứ 11 ngày thì các bạn báo cũng được, thì mình sẽ nhặt những cái quả trứng của mình nó cũng là đúng cái tầm như thế. Thì về các bạn thì thả vào 3 4 ngày là nó đẻ nó nở đấy. Thì những cái lúc đấy là nó không bị chết thôi. Về đoạn sau thì con nó cũng không bị chết. Tuy nhiên là nó cũng chỉ trong vòng chuyển trong vòng một ngày thôi. Còn nếu như mà về về giai đoạn đầu là tôi ưu tiên khuyến cáo hơn. Đó. Thì tôi sẽ phải đánh dấu đôi nào cặp nào đi cặp đó, đúng không? Đấy. Còn đang ấp, mình cũng sẽ nhặt trứng ra. Đó, mình sẽ nhặt từ từ thôi. Nếu các bạn nhặt hai quả thì các bạn có kinh nghiệm nhỉ? Các bạn bị bắt trước thôi. Vỏ trứng trong cu rất là mỏng. Ok. Đó. Rồi ok. Khi các bạn cầm đúng như này, hai cái vỏ trứng nó không bao giờ được tì vào nhau. Đó. Đó. Và coi như là goodbye are you again. Đó. Đó. Coi như là đây là bố mẹ đó, cặp trứng của nó đó. Đó. Ok. Mình xin phép mình chỉ quay vậy thôi, không nó sẽ hại chim của mình. Và các bạn thấy đấy là mình nhặt trứng. Đó. Mình nhặt trứng. Đó, mình để ở đây và mình sẽ quấn theo cặp của nó. Các bạn là trứng vẫn còn nóng hổi. Đó, đây. Các bạn nhìn này, trứng này. Mới, bóng trơn. À.
ok luôn. Dạ. Thì mình sẽ quấn. Quấn những chỗ này là mình quấn ở đây là hai quả. Đó. Quấn. Đấy, bạn lấy 4 cặp mà. Đó. Thì với cái quy trình mà mình đánh số ghi mã tên như thế này, rồi tất cả những cái khuôn viên như thế này, các bạn thấy là mình làm về cái chủ đề về con chim cu gáy rất là nghiêm túc, chứ đâu không phải chuyện chơi. Và các bạn về ấp trứng thì có vấn đề gì, nở hay không nở hay như thế nào, các bạn nên ý kiến lại cho tôi. Và đây là những cái dàn vú nuôi, rồi một cái mô hình mà tôi gây dựng lên để đại diện cho anh em miền Bắc chơi chim cu và bán giống chim trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip. Đó. Số điện thoại là 0163530582. Mình tên là Thao, với biệt danh là Thao Chim Cu Gáy. Và cái địa chỉ nhà mình là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình ship toàn quốc chim cu gáy, trứng chim. Ok. Đó, thì đến bây giờ là mình đã nhặt đến cặp thứ tư. Và đây là mỗi một cặp, và tụi mình sẽ cho vào máy ấp tự chế của mình, rồi sáng mai mình chuyển sớm, mà sau khoảng 5 tiếng thì anh em sẽ nhận được. Và đây là cái cặp này mình cũng để giống cho anh ý. Đó. Đó. Đó, đó là con trống nhá. Thì các bạn thấy là con mái đang ấp kìa. Đó. Thì ổ im chim của mình nó rất đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ thò tay và mình nhặt mỗi trứng không. Đó. Anh em thấy là Thao đã quyết tâm gây dựng để đó, mình cũng chả biết là trong đó, chỉ biết là hai ngày hôm nay nó đã nằm, thì mình kiểm tra xem là nó đã đạt được hai quả chưa. Nếu như hai quả thì mình sẽ chuyển cho anh em, mà nếu một quả thì để cho nó đẻ tiếp. Đó. Rất là gan dạ. Mình chắc chắn là mình nhìn thấy một quả rồi. Nó ấp rất là say. Đó, các bạn thấy không? Hai quả nhá. Bắt đầu ra khỏi ổ nhá. Đó, và bây giờ mình thực hiện, mình sẽ nhặt hai quả này đi cho anh em. Đó. Thì cách thiết kế chuồng của mình nó rất đơn giản thôi. Mình không cho rắn vào được, nhưng mà mình sẽ có cái chỗ để mình lấy trứng, mới lên mình bắt con. Anh em thấy là mình chia sẻ rất là hết mình đúng không? Nếu anh em cảm thấy những cái clip của mình nó thực sự là bổ ích thì anh em có thể comment, like hoặc là đăng ký để mình có động lực mình xây dựng cái kênh chim cu gáy này. Đó, bạn thấy không? Mình làm rất là kỹ càng. Đó, rất là kỹ càng. Đó, các bạn thấy không? Mình đâu có. Đó, nó biết là nhặt trứng của nó đi là nó cũng mắng mình đó, nhưng không phải không đâu. Nhưng mà thông cảm. Trứng của mày sẽ được thành con và sẽ được đi khắp mọi miền Tổ quốc. Đó. Và bây giờ là mình sẽ thò tay vô đây. Thò tay vô đây. Đó. Các bạn nên nhớ là mình đã xác định quay cái này là mình đã xác định là ok. Đó, đây là mình lấy một trái, từng trái một trứng vẫn còn nóng hổi anh em nhá.
Em gà kia em lại đi chơi nhỉ. Đó, 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 các bạn lấy nhá, lấy rất là khéo nhá. Đó, sau khi lấy xong là mình sẽ để thật là khéo vào một vị trí nào êm à, chứ không tùy tiện tham. Tại vì thực ra là cái trứng này nó rất là nhạy cảm, vỏ nó rất là mềm. Đó, mình để tạm đây. Đó. Và đây là còn một trái nữa. Đó, thì quý vị các bạn mua trứng chim là mình đảm bảo tuyệt đối trứng của mình bố mẹ đấy, nó đang ấp và nó có phôi 100%. Tất nhiên trong quá trình ấp thì nó cũng phụ thuộc vào vú nuôi của các bạn, phụ thuộc vào cái thời tiết, vào cái như mình sẽ cố gắng đạt được 100%. Cái mà mình mong muốn ở đây là mình gây dựng một cái thương hiệu lâu dài. Đó, ok. Nếu các bạn nào mà không hài lòng cái vấn đề gì, không lên có những cái ấy mà lên gọi điện thẳng với mình, bởi vì mình sẽ giải quyết trong mọi nếu như thực sự là như thế nào đấy, đó, thì mình cũng thôi, mình cũng sẽ phải đi ra ngay để cho nó được an lành về những cái đó, mày đó. Ok, thì mình cũng sẽ nhặt vô đây, nhặt vô đây. Đó. Ok chưa? Đó, đại trứng. Đó. Và mình nhìn qua là nó mới bắt đầu vào ấp chứ chưa có vấn đề gì cả. Đó. Và mình sẽ bảo vệ cái này không con gà mái nó lại tấn công mất. Và ban nãy mình để một quả trứng ở bên này. Thì mình lại sang bên này mình lấy. Đây. Đó. Nếu như mình quay như này mà mình không để thì các bạn thấy là rất là nguy hiểm. Đó, mình phải để mỗi quả một góc này. Đó. Và xưa các bạn bây giờ mình sẽ quấn đánh dấu ô nào, giọng nào, bố mẹ như thế nào. Mình sẽ dán vào trong và để trong máy ấp để bảo dưỡng trứng. Đó. Cái công việc rất là thầm nặng nhưng rất quan trọng anh em ạ. Cái việc đó thật sự là mình đã chia sẻ. Đó. Đây nha. Mình để đây nha. Ok chưa? Đó. Và bây giờ mình sẽ ghi đôi này là đôi. Đôi này. Đó. A thổ 21/3 chuẩn. Đó, chữ hơi xấu nhưng mà được cái rất đam mê cu. Đó, bây giờ mình sẽ gói vô đây. Gói quấn vào từng quả riêng. Sau khi quấn quả này xong thì quấn quả này. Để ra đây. Không nó nhầm lẫn. Quấn. Đó. Thì quấn hai cái này lại quấn thành một khối. Đó. Quấn vô. Đó. Thế sau đó là mình lấy cái băng keo, đợi một chút. Đây rồi. Đây, lấy cái này. Rồi. Ok chưa? Đó. Thì mình sẽ dán thế này. Anh em về cũng lấy kéo cắt ra nhá. Và đến đây là mình sẽ dán cái này vào đây. Đó. Thì đây là một cái ok rồi. Rồi những cái cặp tiếp theo mình cũng làm vậy thôi. Đó, đây là hai trái mình để ra đây. Hai trái này là ok. Thì các bạn thấy đây mình sẽ thổ đồng hay, đôi này cực hay nhá. Bạn ở Nghệ An mà có xem clip này thì nhớ cái nội dung của cái cặp này.
sẽ máy của mình thì thường là không có máy chuyên nghiệp, mình cứ dùng điện thoại, thỉnh thoảng mà có thỉnh thoảng có người gọi thì anh em thông cảm. Đó, trứng. Đấy, tôi không phải là ngẫu nhiên tôi làm cái clip này, tôi làm để cho bằng. Đó. Đó. Rồi đây, cặp này thì cặp này ok, cặp này ok, ok luôn. Cái này thì không thể rơi, không thể vỡ được anh em nhé. Đây là 4 cặp trứng. Thì về cơ bản bây giờ tôi sẽ làm việc như sau. Đây là cái khu vực tôi úm chim non. Đó, tôi úm chim non. Đó. Và đây là khuôn viên tôi nuôi chim. Nhà tôi chả có gì hơn ngoài chim. Đó. Thì anh em thấy là đây là cái máy mà tôi bảo dưỡng trứng. Đó. Thì tôi sẽ bỏ vô đây. Đó. Đây này. Cái máy này các bạn nên nhớ là nó rơi vào 37 độ 1 hoặc 37 độ 2. Và cái độ ẩm nó từ khoảng 55 đến 75 độ. Đó. Và tôi sẽ đặt nó vô đây. Đó. Tôi sẽ đặt vào đây. Alo. Vâng chào anh ạ. Em hỏi thì cái em mua của anh hai đôi cô gái rồi mà. Như là lồng nó chặt em dồn hai đôi. Để lẫn nhỉ, có để trong anh nhỉ? Hay vẫn được đôi không, một ạ? Không, không lẫn được đâu. À, không lẫn nổi ạ? Không. Cái làm lồng vuông mét rưỡi cũng không được. Không, mét rưỡi cũng được nhưng mà không bao giờ ấy chung được, chung là nó quánh nhau cái đứa. À, nhà nó chặt rồi. Ôi, mùa của anh về gãy tốt lắm rồi. Mùa lâu chưa? À, năm ngoái mua chim non rồi. Chim non đang bón hay là biết ăn rồi? Biết ăn rồi. À, đẹp không? Đẹp ạ. Ừ, gái tốt à? Vâng, tốt lắm ạ, còn giống của bên anh chuẩn ấy. Em còn anh bán thương hiệu thật. Như nào mà chuẩn, em bảo như nào là chuẩn. Thứ nhất là như nào là chuẩn. Em cũng không được đến trực tiếp, em chỉ gửi tiền qua tài khoản nhà xe, tài khoản nhà xe các anh đây. À, em gửi tiền cho nhà xe chứ không chuyển khoản trước đúng không? Vâng ạ, vì em cũng biết các anh là ai đâu mà. Thứ nhất em là thằng đi trước cũng ghê chứ. Cứ mua liều thế, cứ mua thôi, hiểu. Vâng ạ, thấy các anh bán hàng cũng thương hiệu thật. Anh bán một tháng anh bán hàng trăm con chim mà không thương hiệu thì làm sao mà người ta đổ xô và người ta mua chim của anh. Năm nay hàng biết ăn lấy rồi, ba tiền đôi anh. Hàng cua cái gì mà trước em mua anh là chim cua đất, cua mỏ xanh, đầu xanh cái gì đấy. Đầu xanh đuôi xám. Đấy. Ừ. Hàng ăn lấy thành thạo rồi anh bán 700 một đôi. Nó được khoảng 3 tháng tuổi, bắt đầu từ 500 muốn cườm rồi. Vẫn giọng thổ hết đấy ạ. Chim to, trườm dài, giọng thổ. Vâng ạ. Vâng ạ. Thế cả anh nhé. Cô ấy san ra nhá. Nó trưởng thành, nó kể cả em mua cái lồng bồ câu trị giá khoảng hơn 100.000 một cái nhưng mà nó vẫn khác. Tại vì chim em nuôi từ lúc non nên là nó thuần thì em mua cái lồng bồ câu em trồng hai cái nên nó bắt vít vào tường ấy. Xong rồi em làm cái khay, mua cái khay có 12.000 một cái em để cái thằng trên ỉa vào đỉnh thằng dưới. Thế xong thì tuần, hai tuần thì mình vệ sinh. Chứ mà làm lồng rộng thả chung không được ạ? Không, không được đâu. Lồng rộng nó bay phành phạch ra mà nó vẫn đánh nhau. Mà hai nữa là nó không hiệu quả.
Đúng rồi, hôm nay em làm cái lồng rất cẩn thận mà nó mày phải không. Chim nó nhát, em làm lồng rộng là chim nó nhát. Vâng. Em làm lồng cái lồng bồ câu em anh hình dung là em chỉ mất khoảng 70 phần mặt bằng thôi để cái lối hiên hóc cái đấy xong rồi mình bắt vít móc vào tường ấy. Vâng, em hiểu ạ. Ừ nhá. Vâng ạ. Ok. Alo. Anh bán Vành Khuyên đúng không anh? Bán gì em? Bán Vành Khuyên á. Chim Vành Khuyên á? Dạ. Không, em xem ở đâu mà có chim Vành Khuyên anh bán em. Ý anh bán gì nhỉ? Anh bán chim cu gáy. Ờ, cu gáy nhỉ. Ừ. Xin lỗi. Ừ, thôi nha. Dạ. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bến nước lời du của Bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn.